Bóc trần sự liều lĩnh của trộm chó, chủ nhà vừa xuất hiện, tấn công tối tăm mặt mũi. Hành động táo tợn của hai tên câu trộm chó khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Theo đó, sự việc diễn ra vào ban ngày. Hai tên cẩu tặc nhằm được mục tiêu là một chú chó trong con ngõ nhỏ. Lúc này, kẻ trộm phía sau đã nhanh chóng nhảy xuống xe và rút đồ nghề là súng gây mê để bắn vào mục tiêu. Bị bắn trúng, chú chó lăn ra mặt đất và liên tục sủa lớn. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện, tri hô, nhưng kẻ trộm vẫn liều lĩnh tiếp tục khống chế chú chó. Sự việc chỉ dừng lại khi người đàn ông đã tiếp cận hai tên cẩu tặc. Tuy nhiên, chúng đã liều lĩnh đáp trả bằng cách đem vũ khí là bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt người đàn ông này. Dưới đoạn clip đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, người xem không khỏi hoảng sợ về sự manh động của tên trộm.